tour đẹp quá. Chùa này to nhỉ? Lớn gì nhỉ? Lớn. Chỉ có nghe nói nhưng mà sạch sẽ lắm. Đẹp. Không biết. Cái gì? Nam Mô A Di Đà. Ba người đứng đây tôi chụp được cái chiếc cửa. Chờ tí. Wow, it's nice, eh, Trang? It's beautiful. Bên này cũng có parking này. Bên này, ở trong này cũng parking được nè em. Ừ, mình không biết. I want to see,